Như phía xa các bạn đang thấy thì có rất nhiều người đang thực hiện mở công, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiến lại gần hơn. Và đây chính là mẫu xe ba bánh chạy điện đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam của Toyota, chính là mẫu Toyota Aeros. Đây là một mẫu xe concept hiện tại thời điểm này thì đã được mang về Việt Nam. Đây cũng là chiếc xe đầu tiên đã sẵn sàng cho màn ra mắt. Tại triển lãm ô tô Việt Nam năm nay thì ngoài những mẫu xe nhập và lắp ráp đang được phân phối thì Toyota cũng sẽ trưng bày mẫu xe ba bánh đặc biệt này, Toyota Aeros. Đây được xem là một mẫu xe tương lai đại diện cho các cái phương tiện di chuyển trong thành phố được Toyota phát triển. Và chắc chắn thì cái mẫu xe concept ba bánh chạy điện này cũng sẽ là một tâm điểm của gian hàng Toyota Việt Nam trong Auto Show 2018. Mẫu xe này thì được Toyota cam kết là mang lại trải nghiệm linh hoạt như xe mô tô, nhưng lại được thiết kế dành riêng cho khu vực đô thị. Mẫu xe này sở hữu cái kích thước dài là 2350mm, cao 1445mm và chiều dài cơ sở là 1700mm. Các bạn có thể thấy là mẫu xe này có cái phần thiết kế bên ngoài khá là lạ mắt, và nó có một cái gì đấy nó mang một cái hơi hướng tương lai nhiều hơn. Cung cấp cho năng lượng của mẫu xe này là hai motor 2kW được lắp đặt ở phía trước, và Toyota có đưa ra thông tin là chiếc xe này có cái phạm vi di chuyển tối đa là 48,2 km, mà cái tốc độ cực đại mà mẫu xe này có thể đạt được là 45 km/h. Thời gian sạc đầy cho bộ pin của xe là 3 giờ đồng hồ. Mẫu xe này thì đã được Toyota thử nghiệm nhiều lần ở trên đường phố và tỏ ra là một chiến binh khá linh hoạt, có thể đỗ tại những vị trí nhỏ hẹp mà những chiếc ô tô 4 bánh thông thường khó có thể làm được. Và bây giờ thì các bạn có thể nhìn rõ hơn, và ở chính giữa cái khoang nội thất mà trên bản táp lô chúng ta có thể nhìn thấy ngay, đó chính là một cái vô lăng. Vâng, vô lăng 3 chấu. Và vô lăng này thì chắc hẳn các bạn nhìn vào các bạn cũng thấy được cái sự quen thuộc ngay lập tức, bởi vì đã được trang bị khá nhiều ở trên những cái mẫu xe Toyota hiện nay, các mẫu xe thương mại. Và rất mong thời gian tới thì tôi có thể tiếp cận gần hơn vào khoang nội thất này để cùng tìm hiểu và giới thiệu tới các bạn những tính năng ở trong khoang nội thất của xe. Và quay lại với cái phần ngoại thất thì các bạn có thể thấy phần trước của xe thì cũng chỉ được trang bị một cụm đèn pha. Tôi thì tôi đoán là đèn pha này là sẽ được trang bị đèn pha LED, nhưng mà hiện tại ở xe này thì đang là trang bị bóng halogen. Hai đèn xi nhan nho nhỏ hai bên, mọi thứ đều rất là xinh xinh. À, ở dưới có đèn sương mù nữa này các bạn này. Phần gương của xe sao mà nhìn đáng yêu vậy? Tôi liên tưởng ngay tới những mẫu xe SH với cái phần gương chiếu hậu khá là to. Với cái thiết kế là ba bánh như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ vào những khúc cua khá mượt khi xe có thể nghiêng được sang hai bên. Bây giờ thì các anh kỹ thuật sẽ đóng công lại và có thể di chuyển vào trong khu gian hàng trưng bày của Toyota. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cái video này ở đây. Các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về xe trên thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.